Xin chào các bạn, mời các bạn nghe hát thi ở hội đồng mỏ nhé. Hai chú ở Văn Quan. Hát với hai chị đâu đây ạ? Chị Lục Ngạn vừa nhờ. Đứng gần nhau tí nhá. Nắm tay nhau đi chị. Ăn mận đã. Ăn mận à? Thôi thế vừa ăn vừa hát cũng được, không sao đâu. Được rồi.
Cô đẹp. Thank you.
Thank you.
Quay sang đây à? Vâng. Cô ơi, cô lùi vào đây một tí á. Sao quay? Thế là được rồi.
thế này không vướng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chính ơi.